Chào các bạn đã biết cơm Nguyễn Vlog người không ăn sống người không ăn. Đây, hôm nay vợ mình làm món các bạn. Đây, thịt kho với canh bí đỏ các bạn. Còn đây là gà rán của vợ mình nè. Chấm với tương ớt nè, ngon hết sảy không? Rồi mời các bạn cơm và gà rán cùng mình vợ chồng mình nhé. Rồi ăn kho đi. Kho lên. Miếng thịt đi. Ngon con, quay lại khỏi bên. Ủa, có ai không? Cô chẳng có ai. Không có hả? Thịt chấm đây luôn rồi. Khoai lang mất tiêu rồi, ấn đèn cho nó vậy. Rồi coi đèn kia, để có đèn kia đấy. Ăn không? Dạ. Mời ăn đi, ăn cơm này. Ừ. Này của chồng vào ở đây luôn. Ừ, dạ đấy, dẫn cơm mà. Thôi được cái giá bộ. Cái đồ bữa nó bộ mà. Ai rồi, cái da nó nhiều. Có miếng rồi, hết rồi. Có con kiêu gì mà mẹ gốc. Miếng tình ơi. Rồi, cái này à. Cái này cho. Rồi á.
đậu ghê không? Cái này chấm nước mắm không? Đồng mà nãy là biết là nước mắm này. Bây giờ cái này, cái đùi gà rán qua đây ăn thôi liền. Ủa sao cái ly nước này nó đổi màu vậy? Còn rồi mẹ. Còn rồi mấy giáo rồi. Cái vậy là ngon lắm á. Xin chào bạn nhé, gặp lại các bạn vui vẻ theo. Cảm ơn bạn đã thăm của mình lóc thăm cái kênh của các bạn. Các bạn giữ tay thôi.